Ok, hello các bạn. Chào mừng các bạn lại với mình. Mình là Sun Lab đến từ làng hoa workout. Và trong cái livestream này mình sẽ chia sẻ cho các bạn biết là công việc của mình là gì. Tại vì rất là nhiều bạn hỏi anh ơi, anh Sơn ơi, thế làm nghề gì thế? Em thấy anh suốt ngày làm lead với lại đi tập không à? Thì cuối cùng mình làm cái gì? Thì trong cái livestream này mình sẽ chia sẻ cho các bạn công việc của mình mỗi ngày là gì và những cái éo le, những cái vui, những cái thú vị mà công việc của mình nó mang lại là gì. Thì các bạn hãy cùng xem ha. Công việc của mình là một đứa ăn không ngồi rồi các bạn, tức là hiện tại mình không đi làm cho ai cả, mình không đi làm cho ai hết. Mình tự làm bản thân của mình. Thì mỗi sáng mình sẽ đi tập các bạn. Sáng mình sẽ ra công viên tập với các bạn, như các bạn đều biết ha. Thì sau khi mình tập xong thì tầm 10 giờ mình về tới nhà. Nói chung đi tập là một trong những cái niềm vui của mình. Nó vừa là làm cho mình khỏe hơn, tốt hơn. Tại vì mình tập mà mình gặp được nhiều bạn hơn, gặp gỡ được nhiều người hơn. Thì đó là cái thú vị về cuộc sống. Và tiếp theo là sau đó mình về nhà mình trả lời tin nhắn các bạn. Mình trả lời tin nhắn trên hai cái bay là Hoa Quốc Cao và là Hoa Collection. Đó. Và nó sẽ dẫn tới công việc tiếp theo của mình là mình có bán hàng các bạn, các bạn biết ha. Và thường sau khi mình trả lời xong á thì mình sẽ tới với cái bước tiếp theo, đó là mình lên đơn hàng. À, tức là mình sẽ tổng hợp lại những đơn hàng của các bạn. Thì ví dụ như mình tổng hợp lại hết những cái đơn như vậy. Và mỗi nếu bạn nào đã từng mua hàng của mình thì các bạn sẽ chắc chắn thấy được cái này rất là quen. Đó là mình sẽ soạn ra. Và sau khi mình soạn xong thì mình sẽ đóng hàng. Tại vì cuộc sống của các bạn ai cũng phải có tiền cả đúng không? Thế nên công việc đầu tiên của mình chính là bán hàng đa cấp. Và tất cả những cái món hàng mình bán từ vòng nè, mình nói chung khởi nguồn, khởi nghiệp của mình á. Khởi nghiệp của mình là mình bán dòng các bạn. Khởi nghiệp của mình bán dòng. Đó. Sau đó tức là hồi đầu tiên các bạn, đầu tiên khi mà mình chưa nghỉ làm, mình còn đi làm á, mình còn đi làm cho công ty á, thì cái đầu tiên mình bán là cái dòng này. Và vòng này hiện tại nó ra qua rất là nhiều mẫu rồi, không? Rất là nhiều mẫu rồi. Nên cái dòng mà hiện tại combo mình đang bán là cái thế hệ chắc thứ N rồi, chứ mình không biết rõ là thế hệ bao nhiêu. Sau đó mình bán song song với dây nhảy các bạn. Dây nhảy này là cái này là tình cờ thôi, tại vì hồi xưa á, mình làm ở trong Cali các bạn, mình làm ở trong Cali phòng nhà fitness center á, thì nó có bán cái loại dây này. Và cái dây này dành cho dân kickboxing thôi, tức là những cái bạn nào võ, những cái bạn nào chơi kickboxing thì mới chơi cái này. Mình thấy cái này nó hay thiệt, mình thấy hả nó nhảy phê thiệt, thế là mình mới tìm, mình bán, mình ở trong Cali các bạn, nó bán cái này 300 ngàn, nói cái cọng dây này 300 ngàn. Và nó bán có một cái cọng dây có bi, có lòng rọc ở trong nữa, nó bán khoảng 350-400 gì á. Thì mình nhập loại này mình bán 130 ngàn. Không, thì sản phẩm mà hồi đó, tức là hồi đó chỉ có hai sản phẩm thôi, chỉ có cái này với vòng các bạn hết. Chứ thực ra trên Facebook nếu mà không bán hàng thì hầu như mình sẽ không có nguồn doanh thu nào hết ha. Chỉ có bán hàng mình mới có tiền ở đây thôi. Tức là hồi xưa mình kiểu chơi lâu lâu bán này cái rồi mãi sau này các bạn, mãi sau này xong thì mình mới phát triển thêm những cái sản phẩm, ví dụ như là áo. Và đó các bạn dễ thấy nhất là áo mình hay mặc đúng không? Áo Goku. Và cái áo Goku giống như là cái áo thương hiệu. Tức là mình, ví dụ như sắp tới nè, sắp tới có thể mình sẽ lên sóng làm một áo Goku. Chứ hiện tại thì mình đang có một áo polo rồi các bạn. Nên nếu như các bạn hay thấy, nếu mình là một đứa mà gọi là sao ta, một người mà chùm gọi là chuyên về bán hàng không đó, thì ở trong cái livestream này các bạn sẽ thấy là mọi người ơi một mình bán áo polo 220k một lỗ mà các bạn vào mua kiểu vậy các bạn. Thì tức là nếu mà mình cái kiểu bán hàng như vậy thì mình sẽ có cái kiểu rao nó rất là ghê đuê như vậy các bạn ha. Mọi người ơi vào mua áo mình đi các bạn, kiểu vậy. Nhưng mà ít khi nào mình làm như vậy đó các bạn. Thật sự mình ít khi nào mình quảng cáo vậy, tại vì nó quá là mất cười. Và nó không giống là mình nữa. Nên cái tiếp theo là sau khi mình
mình làm xong, thật sự cái chuyện làm áo mà nó bắt nguồn từ cái chuyện mình làm áo cho team thôi. Tức là bản thân mình hồi xưa khi mình tập với nhau, tập cùng mọi người ở công viên các bạn, mình tập được thì có một nhóm cũng khoảng 12, 15 người, 20 bạn chẳng hạn, thì bắt đầu với nó mới phát sinh tới thôi, hay là mình làm cái áo gì để mình mặc cùng nhau đi. Thì thế là cái áo Sumoku, cái áo mà Training David Goku á, nó mới ra đời. Và cái câu đầu tiên, câu slogan đầu tiên cho cái áo đó chính là Yesterday you said tomorrow, tức là hôm qua mình nói hôm nay mày tập rồi mà sao hôm nay mày không ra, kiểu vậy các bạn. Và đến bây giờ thì Goku thì chắc mình cũng lên được chắc cũng nhiều đợt rồi các bạn, nhiều đợt rồi. Sắp tới mình sẽ ra tiếp, nên cái sản phẩm tiếp theo mình bán là áo. Và mình áo thì áo này thì là nó chỉ có một cái chữ SML, chữ S ở các bạn ha. Các bạn nhớ nha, nếu mình là một người sẵn đây thì mình cũng quảng cáo mọi người ơi áo này 220 các bạn cứ vào mua nhé mọi người ơi, áo polo 220k một lỗ. Thường thường mỗi ngày á mình sẽ nhận được khoảng bao nhiêu đơn, mỗi ngày mình nhận được đơn xong sau mình có đơn xong cái mình sẽ đóng hàng nhé các bạn, mình đóng hàng mình gửi bưu điện, ok, đóng hàng gửi bưu điện. Đó thì cái nghề chính của mình, một là sau khi mình tập xong phải không, là nghề chính của mình là nghề đóng hàng. Quần thì hồi xưa mình cũng có bán này, quần thì nếu bạn nào theo dõi mình từ hồi xưa á thì hồi đó mình hay mặc cái quần đỏ, thanh niên mặc sơn quần đỏ này, hồi đó mình có bán cái quần jogger màu đỏ đó, nhưng mà sau này tại vì mình không thích cái áo màu đỏ nữa nên không chơi. Và đa số tới thời điểm hiện tại nè, khi mình tập thời gian nữa này, mình bản thân mình hồi xưa cũng là người rất là muốn lên ký, nên mình thật sự muốn ăn rất nhiều. Và may mắn là trong team mình hồi đó có một bạn đầu bếp, thì bạn ấy nói là anh ơi anh ăn yến mạch đi, ăn yến mạch đi thì nó sẽ ngon lắm, nó sẽ dễ lên ký đó. Và mình tin lời bạn ấy, cuối cùng mình mua yến mạch về mình ăn. Và mình nói với các bạn là yến mạch nó dở vãi cái nồi, mà nó dở đó bạn. Mình ăn đâu mình còn bị xúc ký nữa, thế nên là, nhưng mà nếu mà cái sau khi bạn ấy chế biến lại cho mình, bạn ấy làm bánh, rồi làm bánh pancake, rồi làm chế biến theo một cách khác sinh tố thì mình thấy nó ngon thiệt. Và cái thời điểm đó mình dễ lên ký, tại vì mình làm yến mạch. Và sau đó mình thấy là ủa, nếu mà cái này nó tốt vậy thì tại sao mình không nhập về mình bán cho các bạn luôn, tại vì nó cũng tốt thiệt. Thế là nó tới với sản phẩm tiếp theo, yến mạch các bạn, yến mạch ha. Và cũng giống như mình mới làm, nếu như mà thật sự mình giống như những cái người bán hàng thực thụ mà hay livestream, mọi người ơi ủng hộ mình mua yến mạch 1kg 130.000 các bạn, 1kg 130.000 mua 4kg free ship toàn quốc đó, thì nó sẽ kiểu vậy. Mình đọc comment của các bạn, anh rao kiểu này chắc chả ma nào mua, đúng thiệt các bạn, mình mà rao cái kiểu này chả có ma nào mua. Mình nói là mình bán hàng ở đây, thật sự mình cũng ngại lắm mày. Thật sự mình là một người rất là ngại hay nói với các bạn biết là mình bán hàng cái này kia, nên mình không thích. Thật sự bạn nào mà thấy cần, cảm thấy ok thì mua thôi, chứ mình không bán. Nhưng mà thật sự trong lòng mình nói là các bạn hãy cứ mua đi. Phải nha. Thì sau khi quá trình mình đóng đơn xong mày, mình đóng đơn xong mình sẽ ship ra bưu điện. Nó sẽ trung bình, nó sẽ là 3-7 ngày. Có những cái đơn cá biệt thì nó mất tới 14 ngày. Nên các bạn hãy chịu khó chờ giúp mình nha. Mà một trong những cái sản phẩm mà mình hồi đó mình bán nữa bạn, mà bây giờ mình vẫn bán, mình vẫn thấy nó lợi ích, đó là, thì đây là cái hàng. Thì một trong những cái sản phẩm mà mình, đây là áo nè, đây là yến mạch nè, và led và dây chỉnh lực các bạn, dây chỉnh lực ha. Ok, đây. Thì cái này nó xuất phát từ cái việc bản thân mình, trước giờ mình nói với các bạn một điều nè, mình sẽ hầu như mình sẽ không bao giờ bán những cái sản phẩm nào mà nó không có lợi cho các bạn hết. Đương nhiên mình phải có lợi với các bạn thì mình mới bán được, nó phải có một cái giá trị nhất định các bạn, như cái dây chỉnh lực này. Hồi đó thì mình mua cái này đầu tiên, và cái thời điểm mình mua nó được bán với giá là
290 ngàn, 290 ngàn, và mình xài khoảng 2 năm mấy thì nó hư. Và bản thân mình thấy đây là một cái thật sự rất tốt để mặt tóc. Nên cái sản phẩm tiếp theo sau khi mình bán yến mạch sâu á, đó là mình bán cái giày trợ lực. Rồi sau đó mình bán cái ring. Ring là cái mình đang treo trước nhà kia. Thì thật sự những cái này nó hỗ trợ rất tốt. Tại vì rất là nhiều bạn không có xà. Bản thân mình cũng vậy, bản thân mình hồi xưa ở nhà mình không có xà, thế là mình mua cái ring. Hồi xưa cái ring mình mua nó là 450. 450 các bạn. Tức là lâu mà mình mua lại á. Mình mua lại. Và bây giờ mình hiện tại mình đang xem xét nhập ring về, tại vì bữa giờ mình chưa có nhập ring. Thì có thể trong 1-2 tháng tới mình nhập lại ring để mình chia sẻ cho các bạn. Ok. Và ring mình thấy trên mạng nó bán 600 ngàn, 650. Mình sẽ cố gắng bán với một cái giá hợp lý. Mình bán khoảng 800 ngàn. Nó giỡn thôi các bạn, vui thôi. Chứ để mình xem. Mình nhập ring về thì mình sẽ up lên live, các bạn hãy cứ thoải mái ha. Ok. Đó. Và sắp tới mình sẽ ra thêm nhiều sản phẩm nữa. Và cái nghề của mình chốt lại, thứ nhất đó là nghề bán hàng online các bạn, bán hàng. Và cái nghề này nó sẽ dẫn tới rất là nhiều cái kỹ năng mà các bạn sẽ thấy là nó rất là cần. Ví dụ đó chính, ví dụ như kỹ năng đầu tiên là kỹ năng viết status, đầu tiên chính là kỹ năng tổ lái các bạn. Tổ lái. Nếu như bạn không tổ lái thì bạn sẽ không bán hàng được. Không bán hàng được tức là mình sẽ không có tiền, tức là không sống được luôn bạn ơi. Thế nên đầu tiên, kỹ năng đầu tiên đó chính là kỹ năng tổ lái. À, bạn phải tổ lái. Ví dụ như bạn nói về nhiều lắm. Nếu bạn mà từng theo dõi những cái status trên cái quay này thì bạn thấy là kỹ năng tổ lái được sử dụng rất nhiều lần. Ok. Thì sau khi kỹ năng tổ lái xong thì mình phải có kỹ năng mình phải có kỹ năng như bán hàng mà không bán hàng, hút máu mà nhiều bạn cái cảm giác mà người ta bị hút máu mà người ta còn thấy sướng các bạn. Hút máu còn thấy sướng, giống như là khi bạn bị mũi hút máu ấy, bạn bị mũi chích vô một cái hút máu, bạn thấy ngứa, bạn gãi là đã các bạn. Đó là nghệ thuật hút máu mà người hút máu vẫn cảm thấy sướng, phải không? Tức là ví dụ như mình nói thiệt, mình đã từng chia sẻ với các bạn đúng không? Ví dụ như cái bộ, ví dụ như combo, như combo những cái vòng đi, những cái vòng combo này thì thật sự cái giá để nó làm ra những cái sản phẩm này rất là rẻ các bạn. Mình đã từng chia sẻ sự thật về bán hàng, đó là những cái này rất là rẻ và mình bán thật sự mắc. Lúc mình kể về lịch sử một xíu khi mình làm những cái dòng này các bạn. Hồi xưa khi mình làm những cái dòng đầu tiên đó là cái dòng màu xanh, màu trắng, màu đỏ, màu trắng các bạn. Thì lúc đó, tại thời điểm đó, tất cả những cái chỗ khác nó bán chỉ có 25 ngàn thôi, 25 ngàn một cái vòng. Và mình sao? Mình chơi mình bán 50 ngàn các bạn. Mình bán 50 ngàn luôn. Nhưng mà mình thêm vào đó một cái câu chuyện. Mình thêm vào đó một cái câu chuyện là bây giờ bạn có thể thực hiện bài hành giảm giá 50%. Tức là bạn làm được cái bài hành đó thì bạn sẽ giảm còn 50%. Thì tức là từ 50 ngàn nó cũng sẽ giảm xuống 25 ngàn thôi. Nhưng bù lại các bạn sẽ có một cái cảm giác là mình đã hoàn thành cái bài hành này, mình thấy sướng quá bạn. Mình cảm thấy mình vượt qua được gì và mình có cọng dây này. Mình mang cái vòng này vô mình thấy mình tự hào, mình thấy phê các bạn. Nhưng thực sự thì mình đang hút máu các bạn thôi. Mình vẫn hút máu các bạn thôi, mà mình hút máu quá. Nhưng mà mình thật sự là cái cảm giác bạn đeo những cái vòng đó là thấy vui thiệt, thật sự mà, đúng mà. Nhưng mà các bạn đâu có biết sơn hút máu từ đó các bạn. Và tại sao mình lại nói làng hoa hút máu như Diana là như vậy các bạn? Là tại vì bạn luôn có thể làm những cái bài hành giảm giá, những cái bài tập để mà khi bạn thực hiện xong bạn có thể giảm giá. Và hồi đó mình đã từng chứng kiến rất là nhiều bạn là thực hiện cái bài hành đó và bạn được giảm giá 30%, 40%. Không phải bài giảm giá vòng nha, giảm giá mà sản phẩm khác nè, ví dụ như dây trợ lực nè, ring nè. Ví dụ như bạn thực hiện tới hit đất tới khoảng 25 lần, 25 rep, tức là nó giảm giá được 30%. Bạn mua món hàng, bạn mua ring, bạn mua dây trợ lực, bạn mua áo và
bà giảm được cũng 300 mấy chục ngàn, mà tức là bà mua 1 triệu mấy lần giảm giá trị nhiều, thì lâu lâu mà nên khích lệ bà này. Nhưng mà đâu phải ai cũng có thể hit tới cái ngưỡng đó, thế nên đa số các bạn cũng sẽ bị mình hit máu thôi. Và nghệ thuật tiếp theo khi bạn bán hàng này, đó là khi bạn hút máu rồi và cái người họ hút, họ bị hút máu, họ thấy sướng lại, họ thấy sướng, đó là cả một nghệ thuật. Và mình nói lại ha, tại vì bắt đầu từ tháng 7 này nó có một cái gọi là ưu đãi dành riêng cho fan cứng, dành riêng cho những bạn nào cứng. Và đặc quyền trong tháng 7 này đó chính là các bạn sẽ được free ship. Và mình sẽ có những cái status chỉ dành riêng cho fan cứng nữa mà. Tức là chỉ những bạn nào là fan cứng thì bạn mới có thể thấy được cái status đó. Và cái ưu đãi lúc nào nó cũng sẽ tới từ fan cứng trước vậy ha. Tháng sau mình sẽ có ưu đãi về fan cứng. Và mình có thể chia sẻ với bạn một số cái kế hoạch. Đó là cuối năm nay mình sẽ có những cái phần quà dành riêng cho fan cứng. Những phần quà dành riêng cho fan cứng thôi mà. Thế nên từ đây tới mà cái đó tới tận gần cuối năm lần, nên mình hãy khuyên các bạn là hãy cày fan cứng đi. Hãy cày fan cứng đi bạn ơi. Ví dụ như bạn Trần Gia Bảo, bạn ấy nói là em cứng rồi đó anh, nhưng mà anh chưa thấy cứng, chỉ có bạn Nguyễn Hữu Cường đúng không, đó hiện lên chữ fan cứng thì mới là cứng các bạn. Ok. Rồi mình có thể mình chốt lại những gì nãy giờ mình nói, là lịch sử những cái món hàng mà mình đang bán ra đời, từ bán dòng, bán dây nhảy, bán yến mạch, bán dây trợ lực, bán green, bán áo, cho tới tiếp theo một cái nghệ thuật gọi là nghệ thuật hút máu, đúng không? Sau khi hút máu xong rồi thì đương nhiên mình vẫn phải mang lại một cái giá trị nhất định, chứ đâu thể nào mình nói hút máu là vui thôi, mình hút máu là vui thôi, nhưng mà hút máu thiệt. Thế nên là các bạn hãy cố gắng duy trì cái fan cứng này. Thật sự duy trì fan cứng này nó cũng giống như cái chuyện là các bạn hãy duy trì việc tập luyện của bạn. Mềm, fan mềm thì vẫn có những cái ưu đãi dành fan mềm chẳng hạn. Ví dụ như hiện tại thì chưa có ưu đãi gì hết. Hiện tại đối với fan mềm mình chưa có cái gì dành cho các bạn mềm cả. Hiện tại chỉ đang có là free ship dành cho những bạn nào là fan cứng. Ok ha. Đó thì đó là những cái mà mình mới nói. Và nó dẫn mình tới nhiều thứ đó bạn, nhiều thứ cũng hay ho đó. Thì thật sự để mà cày fan cứng nó không khó bạn. Fan cứng nó không khó, giống như là đúng là nếu như mà một thời gian, một tuần, hai tuần bạn không tương tác thì nó mất fan cứng thôi. Y chang như cái chuyện một tuần, hai tuần mà không tập thì cơ bắp mình nó sẽ bị yếu vậy thôi các bạn thôi. Thì các bạn cày lại dễ không? Dễ ẹp. Chỉ cần like, chỉ cần share, chỉ cần chăm comment. Và đặc biệt là các bạn phải để cái trang này ở chế độ xem trước á, thì chắc chắn bạn không bao giờ bỏ qua được cái gọi là fan cứng cả ha. Nên hãy yên tâm. Thật sự mấy cái này không khó mà. Không khó. Để các bạn không bền thôi. Nhớ nha. Nhớ mình nói lại nha. Mọi người ơi, mình có bán yến mạch, mình có bán áo polo, các bạn nhớ tham gia và ủng hộ mình nhé. Bán đi bạn ơi để mình hả, mình có tiền mình làm clip các bạn ơi. Không có tiền ta mình làm clip để các bạn mua cho bạn ơi. Đó thì cái kiểu mà mỗi kiểu mà bán hàng lầy các bạn, tức là nó kiểu đó, nhưng mà tiếc là mình không phải thuộc cái kiểu lầy này. Mình chỉ mong là ok các bạn mua đi, nếu mà không mua thì sao mình có tiền mình làm clip. Ok, không có tiền biết bán hàng làm sao á. Đó thì đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ trong những cái livestream này. Và vui các bạn, thật sự là một trong những cái mà mình chia sẻ để các bạn hiểu thêm là thật sự mình cũng chỉ là một người bình thường thôi, và không có gì quá to tát, không có gì gọi là quá phi thường. Cuộc sống của mình vẫn là hả, tắm cùng ở chuồng rồi cũng muốn có tiền thì phải bán hàng vậy thôi. Nếu trong quá trình tập luyện bạn có bất kỳ thắc mắc nào đừng ngại comment ở phía dưới hoặc inbox cho mình qua fanpage Làng Hoa Collection. Nếu mà thắc mắc về hàng hóa và Làng Hoa Workout, nếu mà thắc mắc về tập luyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái stream này. Hẹn gặp lại bạn ở clip sau. Cảm ơn các bạn. Lúc mình vừa anh cho em lấy cái điện mạch. Ok, thì các bạn tới mua điện mạch này. Nên mình sẽ bán điện mạch cho bạn này. Em mua mấy ký ta? 1 ký.
một ký ha. Vui các bạn ha, thực sự vui. Mà ví dụ như một trong những niềm vui khi mà mình bán hàng này là tức là mình gặp những bạn như vậy. Các bạn em ở đâu? Là bên Cây Dâm à? Bạn ấy gần chứ, nhiều bạn tiếp ở Tây Ninh, ở đâu xa lắc các bạn ơi. Thì em tên gì ta? Bạn Bách. Ok, đây là bạn Bách. Đây là bạn Bách may mắn các bạn. Bạn Bách may mắn đã tới mua hàng đúng lúc anh livestream, thế nên anh sẽ giảm giá cho bạn 30.000. Thì thay vì một ký mạch 130 chỉ lấy 100.000 thôi. Cảm ơn em đã tham gia vào clip này. Cái này hoàn toàn không kịch bản nha bạn. Bạn tới tình cờ. Ok, cảm ơn nhiều lắm. Dạ, cảm ơn. Ok, cảm ơn em. Hẹn lại em nha. Cái gì cần thì nhắn anh. Dạ. Bạn ấy may mắn, ví dụ như hôm nào bạn nào mà tới mua đồ ngay lúc livestream sẽ được giảm giá tiếp. Bye Bách. Dạ. À, bye em. Bye các bạn. Rồi thì hẹn gặp lại các bạn. Bye các bạn nha.